Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu các cô chú một số giò chầm rồng đỏ. Và chầm rồng đỏ này thì nở hoa trồng ngay mùa xuân nha cô chú. Và cây bên con thì giống như clip hôm trước con đã quay có một số giò đã đứng ngọn rồi. Bây giờ thì cô chú mình chỉ việc mình về và mình treo chỗ nào có nắng nhiều thì nó sẽ tự động cho hoa ngay mùa xuân. Tại vì bên con đã kích hoa rồi nha cô chú. Bên con đã kích hoa cho chầm rồng đỏ rồi. Bây giờ cô chú mình về có thể là mình đi phân phân kích hoa cho cây mình á, thì mình sẽ bổ sung thêm cho hoa nó nở được đạt, được to nha cô chú và được nhiều hoa. Thì bài phân thì có thể mình xịt B1 cộng với 630 kèm với Atonit là mình sẽ xịt phân kích hoa nha cô chú. Đây là chầm rồng đỏ. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Sau đây con xin giới thiệu cô chú mình cái hình cây của nó. Và đây là giò chầm rồng đỏ mã số 1 nha cô chú. Và cái giò này thì đang có tổng cộng là 5 thân lớn nhỏ. Và nói chung là cây bên con là đá trồng thuần, đã bám rễ rất là tốt và mấy cây này đang chuẩn bị lên mầm rất là khỏe đâu cô chú. Xong lấy nét không được ta. À, cô chú nhìn nè, mấy cái mắt ngủ rất là sáng cô chú, đã bám rễ rất là tốt nè và đang chuẩn bị lên mầm rồi. Đây mấy cái mắt ngủ nè cô chú, mắt ngủ rất là sáng luôn. Và giờ này thì giá của nó là 1 triệu chẳng nha cô chú. Đang có tổng cộng là 5 thân lớn nhỏ và nói chung là mắt đã sưng mắt hết rồi. Bên con đã kích hoa sẵn rồi, bây giờ cô chú mình về chứ việc là mình treo nó chỗ nào có nắng nhiều thôi thì nó sẽ tự động cho hoa vào ngay mùa xuân. Chỗ này thì đang có 5 thân nha cô chú. Và do cái điện thoại quay clip nó hư rồi nên con lấy cái điện thoại khác quay nên cái hình ảnh nó không được sắc nét như cái điện thoại kia nha cô chú. Giá tiền của giờ này là 1 triệu và mã số của nó là mã số 1, giá là 1 triệu. Và hai thân ngắn nhất thì tầm khoảng có gần 40 cm và hai thân dài nhất là từ khoảng 50, nó dài lên tới khoảng 60 cm nè cô chú. Và giá tiền của giò chầm rồng đỏ mã số 1 là 1 triệu chẳng nha cô chú. Mắt đã sưng mắt hết rồi, đây là hàng thuần nè cô chú, mình về mình rất là dễ chăm sóc. Mã số là mã số 1, giá là 1 triệu. Đang có tổng cộng là 5 thân lớn nhỏ mã số 1. À, và cái giò nó đang sưng mắt rồi nha cô chú, mắt đang sưng rất là sáng luôn. Mã số là mã số 2. À, chỗ này là thân cực kỳ mập luôn nha cô chú. Mắt ngủ đã sưng mắt, cái này là nụ hết rồi nè. Tại vì con treo nào có nắng nhiều nên bắt đầu nó nhú nụ hết rồi cô chú. Đó. Nó đang sưng mắt nó nè, chậu này thì đảm bảo là nó ra nụ không. Đó, rất là nhiều nụ nha cô chú. Và giá tiền của giò chầm rồng đỏ này là 1 triệu chẳng. Mã số là mã số 2, đang có tổng cộng là 4 thân lớn nha cô chú. Mã số 2 giá là 1 triệu. Đây là chầm rồng đỏ mình chơi hoa sưng luôn nha cô chú. Và cái thân ngắn nhất thì tầm khoảng 40 cm. Thân tiếp theo là được khoảng cỡ 57-58. Và hai thân dài nhất là được 65 cm nha cô chú. Tại vì quay cái camera này nó hơi cùi tí nên hơi khó coi. Và mã số là mã số 2 nha cô chú. Giá tiền của giò chầm rồng đỏ mã số 2 này là 1 triệu chẳng. Mã số là mã số 2. Và đây là giò chầm rồng đỏ mã số tiếp theo. Và mã số của chỗ này là mã số 3 nha cô chú. Đó, cô chú nhìn mấy cái mắt đã sưng mắt lên nè. Đó, mắt đang sưng nha cô chú. Chỗ này đang có tổng cộng là 4 thân. Nói chung là mấy cái mắt là nó đã sẽ ra hoa Tết đó rồi. Tại vì bên con đã con cắt nước nó và con treo chỗ nào có nắng nhiều nên nó sẽ bắt đầu cho hoa Tết. Đang có tổng cộng là 4 thân và mắt ngủ nó đang rất là sáng nha cô chú. Đó, mấy cái mắt ngủ nè, rất là sáng luôn. Hai thân mà ngắn nhất là tầm khoảng cỡ 44 cm và hai thân dài nhất là tầm khoảng 60 cm nha cô chú. Và đây là giò chầm rồng đỏ, mã số của nó là mã số 3, giá là 900.000. Đây là mã số 3. Đang có 4 thân nha cô chú, giá là 900, mã số 3. Đó, đang có nụ nhú ra rất là sáng luôn nè, mắt ngủ rất là sáng nha cô chú. Mấy cái mắt này là nhú nụ là vô tư. Đó. Và cái chầm rồng đỏ này thì cho hoa rất là nhiều nha cô chú. Giá của giò này là 900.000 về mã số của nó là mã số 3, giá 900. Tiếp tục đây là giò chầm rồng đỏ mã số 4 nha cô chú, giá 700. Nó đang có 3 mầm và 4 thân. Một thân nhỏ và 3 thân lớn. Nói chung là cái giò này thì nó tuột lá gần hết rồi cô chú, cho hoa vào ngay mùa xuân luôn. Một thân ngắn nhất là tầm khoảng 30 và hai thân là 50 và thân dài nhất là tầm khoảng 60 cm nha cô chú. Đây là chầm rồng đỏ. Nở hoa vào ngay mùa xuân luôn. Mã số là mã số 4 và giá tiền của nó là 700.000. Mấy cái mầm này đang lên rất là lực nha cô chú. Giá là 700, đang có 3 mầm và 4 thân lớn. Chầm rồng đỏ, nở hoa xuân. Mã số của giờ này là mã số 4, giá tiền là 700, mã số 4. Đây là giò chầm rồng đỏ mã số 5 nha cô chú, nó đang lên mầm nè, đó. Đang lên một số mầm rất là khỏe nha cô chú. Và giá tiền của giò chầm rồng đỏ mã số 5 này là 600. Đang có 3 thân đã sưng mắt là chuẩn bị là nó sẽ cho hoa vào ngay mùa xuân nha cô chú. Tại vì camera này nó hơi khó zoom lại đi. Nó xem cái mắt sưng á. Đó, chứ mắt đã sưng hết rồi. Đó, cô chú thấy mắt sưng cô chú.
nó sưng mắt hết trơn rồi nè, nó. Và giá tiền của giờ này là 600, mã số là mã số 5, đang lên mầm nha cô chú. Một thân là 30 và hai thân còn lại tầm khoảng có gần 50 cm. Và giá tiền của nó là 600.000, mã số là mã số 5, trầm rồng đỏ, đang có 3 thân. Và đây là hàng Umki nên cái mặt hoa rất là chuẩn nha cô chú. Mã số của nó là mã số 5 và giá tiền là 600.000 cho mã số 5. Tiếp tục đây là mã số 7, mắt cũng đã sưng rồi và đang có tổng cộng là 3 thân nha cô chú. Một thân ngắn nhất thì đang tầm khoảng cỡ 35 cm. Thân tiếp theo là khoảng 50 và cái cộng dài nhất là tầm khoảng 65 cm. Giá tiền của giò trầm rồng đỏ này là 500, xin lỗi chú, giá là 600. Và mã số của nó là mã số 6 nha cô chú, giá là 600 cho mã số 6. Đây là trầm rồng đỏ nở hoa ngay mùa xuân luôn á. Mã số là mã số 6. Có một số mắt đang sưng rồi nha cô chú, giá 600. Tiếp tục đây là mã số 7 nè cô chú. Đó, mắt nào cũng đang sưng rồi nè cô chú, nó sưng tất cả các mắt luôn á. Đây cô chú nhìn không? Tất cả các mắt đều được sưng rồi đó nè. Và mã số của giờ này là mã số 7, giá tiền của nó là 600.000 nha cô chú. Đây là trầm rồng đỏ, mã số là mã số 7 và giá tiền là 600. Kích thước cây của nó thì hai thân ngắn nhất á, là tầm khoảng cỡ 46-47 và thân dài nhất là tầm khoảng 60 cm nha cô chú. Đây là trầm rồng đỏ, mã số của giò này là mã số 7 và giá tiền của nó là 600.000 cho mã số 7 nha cô chú. Trầm rồng đỏ mã số 7 giá 600. Tiếp tục là mã số 8, cũng có giá tiền là 600.000 luôn. Đó, mấy này là hàng Umki lên hết nên chuẩn mặt hoa nha cô chú. Mắt ngủ nó rất là sáng luôn nè. Và giờ này thì nói chung là cái nụ nó nhú luôn rồi nè cô chú. Cái nụ này đã bắt đầu nó nhú luôn rồi nè. Đó, nhú nụ rồi cô chú. Đó, chuẩn bị là vừa ra hoa vừa nghe mùa xuân luôn, nhú nụ rồi. Ba thân và một thân ngắn nhất á, là của nó là tầm khoảng cỡ 37-38 và hai thân thì nó dài tầm khoảng cỡ một thân là khoảng 47-48 và một thân khoảng 52 cm nha cô chú. Giá tiền của nó là 600.000 và mã số của giò trầm rồng đỏ này là mã số 8, giá tiền là 600.000 cho mã số 8 nha cô chú. Đây là trầm rồng đỏ nở hoa xuân, mã số 8, giá 600, đang có 3 thân. Đây là giò trầm rồng đỏ mã số tiếp theo. Giờ này thì mắt cũng đã sưng rồi, mắt nào cũng sưng hết luôn cô chú, thân nào cũng sưng mắt hết và nó sẽ lên nụ. Giờ này thì cái nụ nó bự rồi nè, nó lớn rồi nè cô chú, nụ nhú ra rất là to đó. Thân lớn nhất là tầm khoảng cỡ 55 và hai thân ngắn thì tầm khoảng cỡ gần 45 cm nha cô chú. Thân dài nhất là khoảng 55 và hai thân ngắn nhất thì tầm khoảng cỡ 45 cm. Và giá tiền của giò trầm rồng đỏ này là 600.000 luôn đó. Mấy cái mắt đang sưng nè cô chú, nhìn thấy không cô chú, mấy cái mắt đang sưng rất là sáng luôn á. Và giá tiền của giò này là 600, mã số của nó là mã số 9, 600.000, mã số 9. Và cái chậu trầm rồng đỏ mã số 10 này nó đã bắt đầu nó nhú nụ luôn rồi nè cô chú. Nó mấy cái nụ nó bắt đầu nhú luôn rồi đó. Mã số là mã số 10. Đây là trầm rồng đỏ nha cô chú, mã số 10 và giá tiền cũng là 600 luôn. Ba thân này thì nó đều nhau nè cô chú. Mắt ngủ đã sưng mắt rất là tốt và đang chuẩn bị lên mầm. Ba thân thì đều nhau đã bắt đầu sưng mắt hết rồi. Một thân ngắn nhất là tầm khoảng 40 và hai thân dài nhất là khoảng 47-48 cm nha cô chú. Giá tiền của giờ này là 600 và mã số của nó là mã số 10. Ba thân đều đã bắt đầu nhú nụ ra hết rồi. Mã số 10 giá 600. Đây là giò trầm rồng đỏ mã số tiếp theo, đó là mã số 11 nha cô chú. Đang có 3 thân, một thân ngắn và hai thân lớn, giá cũng là 600 luôn. Đang bắt đầu sưng mắt lên và chuẩn bị lên mầm. Một thân là 30, thân tiếp theo là 45 và cộng dài nhất là tầm khoảng 65 cm. Đang có tổng cộng là 3 thân và giá tiền của giò trầm rồng đỏ này là 600.000 nha cô chú. Ba thân đều đã sưng mắt và chuẩn bị là cho hoa vào ngay mùa xuân luôn. Giá là 600.000 và mã số của nó là mã số 11, giá là 600. Ba thân. Là mã số 12, giờ này đang nhú hai mầm rồi nè cô chú, đang có tổng cộng là hai thân. Đã bắt đầu nó sưng mắt lên là chuẩn bị là cho hoa vào ngay mùa xuân hết. Thì vì bên con đã kích hoa sẵn rồi cô chú. Mã số 12, giá là 380.000, đang có hai thân. Và hai thân này thì nó đang dài tầm khoảng có 45 cm nha cô chú. 45 cm. Mã số là mã số 12 và giá tiền của nó là 380.000 cho mã số 12. Đây là trầm rồng đỏ hoa sưng nha cô chú, mã số 12, 380.000. Đây là mã số 13, cũng có hai thân luôn. Hai thân này là cực kỳ mập nha cô chú và nó dài tầm khoảng cỡ gần 50 cm nè. Giá tiền của giò này là 380.000, hai thân rất là mập luôn. Mã số là mã số 13, giá tiền là 380.000 cho mã số 13. Đang có hai thân cực kỳ mập nha cô chú, rất là mập luôn á. Giá là 380.000 và mã số là mã số 13, 380. Tiếp tục đây là giò mã số 14. Giá cũng là 380 luôn, đang nhú mầm lên cô chú. Mã số là mã số 14. Và kích thước cây thì một thân là khoảng 45 và thân dài nhất là tầm khoảng gần 60. Thân là cực kỳ mập nha cô chú. Cái đầu ngọn bằng ngón cái con nè. Giá tiền là 380, mã số là mã số 14, 380.000. Đây là giò rồng đỏ mã số cuối cùng nha cô chú. Giá là 380.000. Và mã số của giò này là mã số 15, giá là 380.
Kích thước cây thì một thân là 40 và thân dài nhất là tầm khoảng 50 cm. Một thân 40, một thân 50, mã số là mã số 15, 380.000. Đang nhú mầm rất là khỏe nha cô chú. Mã số 15 đây là mã cuối cùng, hai thân, giá là 380. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.